Vâng, em Triều, sàn ô tô Mỹ Đình xin gửi lời chào đến toàn thể các bác đang theo dõi và luôn đồng hành cùng với kênh mua bán trao đổi những chiếc xe đã qua sử dụng và sàn ô tô Mỹ Đình em nha. Ngày hôm nay thì em làm một video muốn giới thiệu cho các bác một cái sản phẩm hiện đang có mặt tại cửa hàng. Đó là một chiếc xe 7 chỗ gia đình nhập khẩu Thái Lan. Và điều đặc biệt của chiếc xe này đó là sản xuất năm 2020. Nhưng nó vẫn là thuộc dòng xe nhập khẩu các bác nhé. Thì trước màn ảnh nhỏ của các bác đang là chiếc Honda CR-V phiên bản máy 1.5G Turbo, bản G đấy ạ, bản giữa, sản xuất năm 2020. Và chiếc xe này vẫn là hàng nhập khẩu Thái Lan các bác nhé, chứ không phải là bản lắp ráp nhé. Đấy, xe của em thì đăng ký tên tư nhân một chủ từ mới, biển thành phố, lăn bánh được hơn 2 vạn km, rất là đẹp. Đấy, với cái thương hiệu Honda thì các bác biết đấy, bền bỉ và thật sự là đi thì được khá nhiều người sử dụng đánh giá và nói chung là đưa ra cái sự lựa chọn cho riêng mình. Thì một chiếc Honda CR-V cũng khá là những cái sản phẩm khá là hay trong phân khúc 7 chỗ gia đình. Thì ngay sau đây thì em sẽ đi vào chi tiết chiếc xe để các bác có thể là trải nghiệm được cái thực tế nhất về chiếc xe em đang có mặt tại cửa hàng. Thì điểm đầu tiên khi nhận biết về cái bản L với bản G của xe thì các bác có thể nhìn qua mặt ca lăng một chút này. Mặt ca lăng thì các bác có thể để ý đây, phần đèn gầm đây này. Nếu mà nó là bản L thì dưới này nó sẽ là cái led gầm. Dưới này nó sẽ cái led gầm nhá. Đấy, thay vì bóng bi tròn. Thì đấy là trên phân khúc của bản L. Còn đây là bản G nhá, đấy là điểm nhận biết. Còn về hệ thống đèn pha thì đèn pha vẫn là hệ thống đèn full LED. Vẫn là hệ thống đèn full LED. Các bác để ý bộ đèn pha này cực kỳ là trong và sáng. Xe thì đi ít, đâm ra là những cái phần đèn nó còn trong và sáng và cơ bản. Đời nó là đời cao các bác nhá, đời là đời cao. Thế nên là những chiếc xe như này khá là ok khi mà sử dụng. Và bên cửa hàng em thì lại chuyên những cái dòng xe lướt đời cao, thế nên là về cái chất lượng thì các bác cứ yên tâm. Đây, em sẽ quay cho các bác tất cả những cái đường gân rồi đường sơn si của xe một cách gọi là chi tiết nhất, để làm sao mà khi các bác tham khảo gián tiếp qua màn ảnh nhỏ thì có thể là đánh giá được khoảng độ 70-80% chiếc xe rồi. Đây, phần la răng này, la răng lốp theo xe. Với phiên bản này thì lốp trang bị theo xe là bộ lốp Michelin cực kỳ là êm ái, đã trang bị bệ bước chân rất là tiện ích cho các bác sử dụng. Phần nhiên liệu của những cái chiếc xe Honda này thì cực kỳ là tiết kiệm nhé. Các bác có thể để ý này, kết hợp là 6 lít 9 thôi, trong đô thị là 8 lít. Nói chung là trung bình thì các bác đạp một con xe này lên đến thì cái mức tiêu thụ nhiên liệu của nó loanh quanh khoảng 8 lít là hợp lý và ok. Đây các bác có thể để ý nha, phần phía đuôi xe này. Ở phần đằng trước em quay thì cái việc ánh sáng nó hơi bị chói thôi mà nhìn nó cũng hơi khó, như em quay từ đằng sau lên thì nhìn nước sơn rất là đẹp. Đấy, tất cả những cái phần chi tiết rồi là phần vỏ, từ những quả la răng rồi là bộ lốp. Đấy, còn rất là mới và đẹp nhé, không một vết xước luôn. Nói chung là chất xe 2 vạn thì các bác cứ yên tâm về chất đi, rất là ok. Thì đi cùng em về cái phần nội thất một chút để xem là sau từ mấy năm sử dụng thì nó ra sao nhá. Và điều được một điều nữa thì là với bản G thì cốp nó vẫn là cốp cơ nha các bác nhá, cốp nó vẫn là cốp cơ. Đây thì các bác có thể để ý nhá, phần nếu mà để gập một mặt phẳng như này thì chiếc CR-V nó gập như thế này khá là ok đúng không? Thì nếu mà có thể là trang bị thêm một cái đệm, nếu mà đi xa mà có trẻ con ngủ thì có thể là gập này trang bị cái đệm nữa, có thể làm thoải mái. Phần những cái phần nhựa này các bác để ý những phần nhựa này nhá. Đấy. Xe mà những xe mà người ta giữ gìn rồi là để đồ đạc nó cẩn thận thì tất cả bên trong khoang và cái phần nhựa này đấy nó sẽ không bị xước sát gì cả, rất là ok. Đây nhá, khi mà kéo lên thì đấy, các bác có thể để ý. Đây, em sẽ lật cho các bác tất cả những hàng ghế lên. Các bác có thể là trải nghiệm cùng em cái phần nội thất của xe.
Cái phần chất lượng da theo xe thì em đánh giá là chiếc này còn gần như là nguyên bản. Đấy, gần như là nguyên bản, rất là mới và đẹp. Đây, các bác có thể để ý nhá, phần ghế da theo xe này. Đấy. Cửa gió điều hòa hàng ghế thứ hai. Với phiên bản này thì nó sẽ chưa có cửa sổ trời các bác nhá, bản giữa nó không có cửa sổ trời, còn lại là nó cũng đầy đủ như cái phiên bản L thôi. Rồi, táp ly cửa được mạ thêm vân gỗ sang trọng. Alo, ok. Tiếp đến phần táp ly trên, rồi phần ghế da theo xe. Khi mà đi xem xe thì các bác cứ để ý những cái phần táp lô này. Đấy, phần khoang cốp, phần táp lô. Xem là phần táp ly nữa, xem là cái phần chủ xe người ta đi những cái thời điểm trước người ta có giữ được hay không. Thì nó nằm hết ở những cái chất ở trong nội thất các bác nhé. Còn thật ra cái sơn xi ngoài thì nhiều khi là có thể là làm lại được. Về phần đánh bóng rồi tỉa sơn các thứ nó lên nó sẽ đẹp hơn. Nhưng mà riêng về phần nội thất bên trong thì cái này không làm được, rất là khó để xử lý. À, đây các bác thấy đấy nhá. Táp lô này rất là đẹp, vô lăng này. Với phiên bản này thì cũng có đàm thoại rảnh tay rồi là cruise control ga tự động đấy, đèn pha auto, vô lăng cần số, màn hình. Đây là toàn bộ nội thất bên trong khoang xe. Thì đi cùng em tiếp về phần máy móc một chút để các bác lắm sơ sơ qua được phần nào cái chất lượng về bộ máy của xe sau. Đây các bác có thể để ý nhá, tất cả những cái dấu sơn này Honda thì được cái là cái tiêu biểu của nó là khi mà mở bộ máy lên ấy, những con ốc được đánh cực kỳ là nhiều dấu sơn. Thế nên là khi mà chúng ta đi xem xe ấy, thì cũng để ý thêm những cái nước sơn, phần dấu sơn xi ở trên những con ốc. Thì nếu mà nguyên bản nguyên zin thì dấu sơn nó sẽ không bị lệch. Thứ hai là ốc áp nó không có vết vặn. Đấy. Về kiểm tra một cái bộ máy của xe thì cực kỳ là đơn giản thôi. Nếu mà các bác có gọi là có để ý một chút thì có thể là lắm được và kiểm tra được sơ sơ qua khoảng 5-70%. Còn lại mà khi mà chúng ta đi vào mua bán mà không tự tin quá về chất lượng nữa thì chúng ta có thể mang ra hãng. Mang ra hãng kiểm tra thì bên này đấy là có máy móc vừa lên cầu, lên gầm. Thì cũng có thể là thêm đánh giá được khoảng độ thêm 20-30% nữa là ok khi mua với xe đúng không? Và khi chúng ta xuống tiền là chúng ta có khoảng 70% nữa, 80%. Còn lại là do bên hãng người ta kiểm tra đã đưa ra mọi cái đánh giá cho các bác hợp lý khi mà mua xe. Cứ kiểm tra xe ok là nhận tiền và giao xe. Đấy các bác nhá. Vâng, và để nói hơn nữa thì một cái chiếc xe nhập khẩu bao giờ cái chất của nó đi cũng chắc chắn hơn nhiều so với những cái xe lắp ráp trong nước. Đấy là cái mà trải nghiệm từ bao đời xe rồi thì em đánh giá được là như vậy. Thì nếu mà các bác nào quan tâm với chiếc Honda CR-V phiên bản máy 1.5G sản xuất năm 2020 và giá lanh quanh khoảng hơn 900 triệu thì đây là có phải là sự lựa chọn của các bác không, thì hãy cùng đưa ra cho em ý kiến nhé. Nếu bác nào quan tâm đến chiếc xe này thì có thể đến địa chỉ là sàn ô tô Mỹ Đình, 86 Trương Công Giai, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội để xem xe thực tế, hoặc là liên hệ với em trực tiếp theo số điện thoại là 0981 548 696. Em Triều xin tư vấn và giải đáp tất cả mọi thắc mắc cũng như là mọi thủ tục liên quan đến chiếc xe này, cũng như là vấn đề là hỗ trợ về giá cũng như là vay banh, vay ngân hàng với giá trị lãi suất thấp nhất và là nhanh nhất, thủ tục rất là gọn gàng. Đó, thì em xin kết thúc video tại đây. Xin hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo. Rất mong được sự ủng hộ của các bác. Em xin chào các bác ạ.